wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Giáng sinh đã ngập tràn khắp nơi nơi. Hãy cùng đồng hành với Mục Miên để theo dõi những chương trình hấp dẫn nhất mùa lễ hội này trên On nhé. Những ngày này khắp nơi rộn vang tiếng cười, người người hân hoan chào đón Giáng sinh và cầu chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong chương trình Music Live tuần này, chúng tôi sẽ đem đến những món quà đặc biệt nhân dịp Noel. Hãy cùng chờ đón trên On nhé. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, other fears we go, laughing on the way. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day. Music Live 20:30 thứ hai từ 6 hàng tuần. Cùng hòa mình vào không gian âm nhạc lãng mạn và gặp gỡ các ca sĩ được yêu mến như Khắc Việt, Bảo Trâm, Đông Hùng trong chương trình Music Store tuần này với chủ đề Classic Love các bạn nha. Đừng buồn trách nữa nhé, xin người hãy đừng than vãn, vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Và anh sẽ nói rằng em hãy đi đi em, em có nằm thật chặt đôi tay. Music Store 20:30 thứ năm hàng tuần trên On. Tuần lễ Giáng sinh, được ngồi bên những người thân yêu và thưởng thức những bộ phim hấp dẫn thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không thưa quý vị? Hãy vào On để lựa chọn nhé. You're the The Grinch. Jim Carrey is. Hey you! The unthinkable happened. Walt Disney presents a timeless tale that will warm your heart. I love you, Santa Claus. I love you, son. Lift your spirits and make you believe. Schwarzenegger. You picked the wrong day. Yes! AFF Cup 2020 không chỉ có những màn so tài của những đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia mà còn có những cuộc chiến tài sắc vẹn toàn của những nàng wax nóng bỏng nhất khu vực. Hãy cùng On ngắm nhìn nhan sắc nóng bỏng của các nàng wax xinh đẹp. Đầu tiên phải nhắc tới bạn gái của hậu vệ Liverhead, Srey Kuch, được mệnh danh là nàng wax xinh đẹp và quyến rũ nhất của đội tuyển Campuchia ở AFF Cup 2020. Trong khi đó, Busakon Ekaphan chính là người yêu tiền đạo Supachai đội tuyển Thái Lan. Năm nay 25 tuổi, từng tốt nghiệp ngành điện ảnh nhưng sau khi ra trường,
cô thử sức trong vai trò phóng viên thể thao và làm việc tại Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Còn đây là Trang Heo, bạn gái lâu năm của trung vệ Đình Trọng, đội tuyển Việt Nam. Cô nàng xinh đẹp này chính là Chet Kamon Mueman, vợ hậu vệ Thirathon Bunmathan, đội tuyển Thái Lan. Và đây là Quỳnh Anh, vợ trung vệ Duy Mạnh của đội tuyển Việt Nam. Chính sự có mặt của các bóng hồng xinh đẹp sẽ giúp cho các ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á thi đấu đầy nhiệt huyết. Chúng ta hãy cùng đón xem trực tiếp vòng bán kết AFF Cup 2020 trong các ngày 22, 23 và 25, 26 tháng 12 trên On. Vòng 1 16 Carabao Cup 2021-2022 đã kết thúc với kết quả khó tin khi cả Manchester City và Man United đều bị loại. 8 cái tên đi tiếp vào tứ kết bao gồm Chelsea, Liverpool, West Ham, Leicester City, Sunderland, Arsenal, Brentford và Tottenham. Trong các cặp đấu tại tứ kết, Arsenal là đội dễ thở nhất khi chỉ phải đối đầu với Sunderland, đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 Anh. Trong khi đó, đội 8 lần vô địch là Liverpool sẽ đối đầu với Leicester City. Một đội bóng cũng rất có duyên tại đấu trường này với 3 lần nâng cúp. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ được gặp lại một đối thủ đầy duyên nợ là Brentford. Ở lần chạm mặt gần nhất, The Blues đã phải rất nhọc nhằn mới có thể kiếm trận 3 điểm từ 7 ong. Tottenham sẽ đối mặt với West Ham trong trận derby thành London. Đây là pha bóng mà các cầu thủ viên của Man United sẽ muốn thấy nhiều hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn đến từ La Liga, Serie A, Ligue 1 và giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2021. Hãy cùng Mộc Miên điểm qua những trận cầu hấp dẫn này nhé! Xem trọn vẹn các trận cầu đỉnh cao trên On. Rạng sáng ngày thứ Tư, ngày 22 tháng 12, Sevilla sẽ phải đón tiếp gã khổng lồ Barcelona. Trong khi đó, tại Serie A, đội đầu bảng Inter Milan sẽ tiếp đón Torino lúc 0:30 ngày 23 tháng 12. Sau đó ít giờ, AC Milan sẽ có chuyến hành quân đầy khó khăn tới Empoli lúc 2:45. Cùng thời điểm, Napoli sẽ quyết tâm giành trận 3 điểm trước Spezia. Còn tại xứ sở lục lăng, Messi và các đồng đội sẽ phải làm khách trên sân của Lorient lúc 3 giờ ngày 23 tháng 12. Nhâm nhi tách trà ngon, quây quần bên những người thân yêu và thưởng thức những chương trình hấp dẫn trên On dịp Giáng sinh này nhé. Hãy tải On và trải nghiệm ngay hôm nay.